dâng cuộc lễ sự sống vui tưng bừng mừng Chúa phục sinh Đức Kitô lễ vật sống động ôi vĩ đại mầu nhiệm đức tin đừng khép lòng mình mà hãy rộng mở tâm hồn gần với chính mình để gần gũi với tha nhân mùa cháy là mùa chuẩn bị cả xác và hồn mừng Đức Kitô hiền hách đánh bại tử thần cùng tiến dâng cuộc lễ sự sống vui tưng bừng mừng Chúa phục sinh Đức Kitô lễ vật sống động đại mầu nhiệm đức tin ngài chính là thầy của những người sống vui mừng mở thoáng lối đường để người thề tới thiên cung cùng nhau thật lòng chuẩn bị cuộc lễ cực trọng nào đến đây mau cùng sánh bước và lên đường cùng tiến dâng cuộc lễ sự sống vui tưng bừng mừng Chúa phục sinh Đức Kitô lễ vật sống động ôi vĩ đại mầu nhiệm đức tin cuộc lễ sự sống vui tưng bừng mừng Chúa phục sinh Đức Kitô lễ vật sống động ôi vĩ đại mầu nhiệm đức tin đừng khép lòng mình mà hãy rộng mở tâm hồn gần với chính mình để gần gũi với tha nhân chơi là mùa chuẩn bị cả xác và hồn mừng Đức Kitô hiền hách đánh bại tử thần cùng tiến dâng cuộc lễ sự sống vui tưng bừng mừng Chúa phục sinh Đức Kitô lễ vật sống động ôi vĩ đại mầu nhiệm đức chính là thầy của những người sống vui mừng mở thoáng lối đường để người thề tới thiên cung cùng nhau thật lòng chuẩn bị cuộc lễ cực trọng nào đến đây mau cùng sánh bước và lên đường cùng tiến dâng cuộc lễ sự sống